Chúng tôi đang đi vào quán Hai Lúa, nhà hàng Hai Lúa của Phú Quốc. Miền Tây nổi tiếng là Hai Lúa. Anh hai miền Tây. Cá nhiều không? Cá đây này. Đúng rồi. Có cả cái con bên trên cũng trĩ luôn à? Ông chuyên gia nuôi chim trĩ. Xin chào. Cá nhỏ nhỏ này là cá gì em? À, heo hả? Heo đúng không? Hay là heo? Heo hả? Ủa cá này mà cá heo hả? Cá chép bự không? Tôm càng xanh. Bắn mấy người. Đấy, món này dân dã. Khoai lang nướng, bắp nướng. Chỗ nào cũng được, cứ ngồi chỗ nào cũng được. Ngồi đây rồi, cần gì mà hả? Đây có mùi chết thơm quá luôn nè. Có cái này đốt. Cái sông này hồi trước mình chèo thuyền đấy phải không? Hả? Nhưng mà bây giờ nó bị... Nhưng mà... Sông này nó... À, rất là ở đây. Đây là sông Dương Đông. Sông này đi sâu và rất là đẹp. À, tôi đã có lần đi tàu, đi tư thuyền với cán bộ ngành văn hóa ở đây của đảo Phú Quốc. Bây giờ là đang mưa, ở đây nó gọi là mưa sớm. Nó là mùa mưa sớm, trước mùa mưa ấy, chứ không phải là mưa buổi sáng sớm nữa. Không, mưa ở đây là mưa sớm, mưa trước mùa mưa. Chứ nó chưa phải mùa mưa. Gọi gì gọi đi? Thì anh gọi gì? Món gì ở đây em, bây giờ em rành hơn thầy em cứ gọi thôi. Anh em chuyên về đồ rừng á, cũng có càng cuốc nè, hay là chim chỉ, dọc cao. Bây giờ em bảo... Ra biển thì ăn đồ rừng.
Không, cứ kệ, muốn ăn cái gì ăn mà ăn cái gì chả được. Anh Điền này, ông ở đâu bây giờ, vừa ở đây? Cái kia mà nào? Thì bây giờ bảo có gì đấy, thì bây giờ có đấy nhá, có cái mực tươi không? Mực tươi hay là mực trứng hay là mực lá hả? Cái này là món sen. Nướng sen này là làm gì rồi? Sen luộc anh. Luộc rồi vậy. Luộc rồi chơi luôn. Cái áo này là đặc trưng của người miền Tây đó. Đúng bài luôn á. Em đúng đi gì vậy? Hay làm luôn bia nhỉ? Hay uống luôn bia. Hai anh em uống bia đi, thầy uống cá thì không ạ? Có gà tre không? Có gà tre. Rồi cho một con gà tre răng muối. Gà tre răng muối. Tài sản đúng không? Ta phải đi sổ trắng rồi. Chắc răng muối là hấp muối hả? Răng muối. Răng muối hả? Ừ. Cái cầu này hồi xưa là làm trung tâm con em. Ừ. Bây giờ ra mở mở thêm năm này. Làm cái đó. Đó làm lính. Đây là món sen luộc, người ta cho tí muối ăn hay. Giải vào đông y nhà hàng đầu kia hay hơn. Người có mấy ông bên hiệu trưởng người chủ tịch xã ở đầu kia bảo em qua ngồi đó thì hồi nãy cả ông qua một chút. Mình đầu cái từ món nó rồi hay hết nó không? Chỗ này đẹp đấy. Cái nhà hàng này đẹp. Đi ngoài vào đẹp. Chúng tôi đang ở nhà hàng Hai Lúa ngay trên sông Dương Đông. Đấy. Chúng ta thấy có 3 con chó nhưng chả từ từ. 3 con chó nhưng mà chả có con nào là chó Phú Quốc cả. Con vện này nhìn nó cũng thon thon giống chó săn, con vàng này nó cũng giống chó săn, cả hai con này đều không có xoáy. Con xù này thì là chó xù rồi. Đó. Nên là chúng ta biết là ngay trên đảo Phú Quốc thì chó Phú Quốc cũng rất là hiếm, cũng bị lai tạp lung tung như vậy. Cho nên là ở đất liền thì đương nhiên là chó bị lai lung tung là đúng rồi. Trên đảo mà còn tìm chó Phú Quốc còn không có, ở trong quán này không nhìn, rất là rộng, nhà hàng rất là rộng mà còn không nhìn thấy con chó Phú Quốc nào. Đây bây giờ đây là món gà tre. Đây là món cải son, canh cải son thịt bằm. Còn đây là món cà muối, nhưng mà nó bị lụng quá rồi, hai ông này không ăn được nữa, hai ông này kêu chua quá cả họng mất rồi. Hai ông này đang rất ngán ngẩm cái món cà này. Là rừng sim, rừng thu nhỏ thôi, chúng ta hình dung được cái sim nó như thế này. Còn ra rừng ở ngoài Phú Quốc này thì sim nhiều lắm, sim đầy. Sim ở đây trái còn rất là nhỏ. À, bắt đầu có hoa sim ở đây. Đây, hoa sim này. Sim nó có cả loại hoa trắng, có cả loại hoa hồng. Sim là hoa trắng. Trái sim này.
sim còn nhỏ. Hoa đây, hoa sim đây. Đây là hoa sim tím. À, có bài hát đổi hoa sim tím nhưng mà chúng ta thấy màu này nó như màu phớt hồng, đây là sim màu trắng. Đấy. Đi thôi chứ mình lạ gì sim nữa, quay thế được rồi. Đây là món bún kèn ở Phú Quốc. À, rất là đông khách, rất là nổi tiếng. Đường 30 tháng 4, 87 mà nó nằm kế bên 77 luôn á. Không biết thế nào mà ghi số 87 mà nó nằm kế bên 77 luôn. Rất là đông khách, chúng ta sẽ thử xem như thế nào. Rất là ngon, mùi vị rất là đặc trưng, nó có nhiều loại rau thơm nên rất là ngon. Quá ngon rồi. Này thì có thể nói là gần như chưa thấy có loại bún nào ngon như thế này luôn. Quá ngon, công nhận người ta làm tuyệt vời. Cái này thì chắc là bún chả Hà Nội thua luôn á. Ngon hơn cả cái bún quẩy hôm qua. Rất ngon. Nhìn cái tô bún nó rất là đơn sơ, giống như là không có gì hết rồi, nhưng mà ăn này rất là ngon. Đi.